Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng
nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu.
cũng hoài nghi. Và ngay trong lúc ở đây thì xin phép trên các cụ, các bà, các quý vị và khách quý sẽ cho phép cô dâu Thúy Hằng và chú rể Ba Đức, hai bạn sẽ xin được hiện diện lên phía trên sân khấu chính để xin được nghiêng mình kính cẩn cúi đầu chào tới toàn thể quý vị và của hai nhân vật chính của chúng ta. Nhưng mình kính cẩn cúi đầu chào tới các cụ công, các bà, các quý vị và khách quý để thay cho những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, và để bước vào buổi chầu cao xin lễ ăn hỏi ngày hôm nay sẽ thực sự được trang trọng và thành công viên mãn, thì ngay trong lúc này đây thì cháu cũng xin được mạn phép trân trọng giới thiệu và kính mời với sự hiện diện của vị đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà trai, cùng với sự hiện diện của vị đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà gái, xin được trân trọng kính mời hai bác. Và ngay trong lúc này đây, trước tiên xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đến với đôi lời phát biểu trao lễ vật của vị đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà trai. Cháu xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh em bạn bè của cháu Đức, tôi là bác ruột của cháu Đức. Và kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua một thời gian dài, cháu Đức, có nghĩa là chú rể hôm nay, đã tìm hiểu đến cháu Hằng. Và đến ngày hôm nay thì đã được sự nhất trí của hai bên gia đình, và hai bên gia đình phấn khởi để đến ngày hôm nay có cây trầu. Nhờ các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai dẫn cây trầu, các cây trầu sính lễ tới, để nhờ các cụ, các ông, các bà bên nhà gái dâng lễ lên để các cụ chứng kiến cho hai cháu được hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những lời phát biểu rất tâm đắc và đầy ý nghĩa của vị đại diện trưởng đoàn gia đình họ nhà trai, cũng đã có ý kiến để cùng trao những lễ vật tuyệt vời nhất ngày hôm nay của gia đình họ nhà. Cháu xin được trân trọng kính mời ba. Kính thưa các cụ, toàn thể quan viên bốn họ, hôm nay họ nhà trai cũng đã có ý kiến cùng với quan viên bốn họ với cái mục đích yêu cầu cũng như là tinh thần của ngày hôm nay. Thế cháu Hằng và cháu Đức đã tìm hiểu và được sự chăm và vun đắp của hai gia đình, và cũng đã gia đình họ nhà trai đã chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thế và chiều ngày hôm nay thì họ nhà trai cũng đã sắm cơ dầu đại lễ ra để báo cáo với quan viên họ nhà gái để chuẩn bị chúng ta tiến hành làm công tác đại lễ cho các cháu. Thì tôi cũng thay mặt cho họ nhà gái cũng như đại diện cho gia đình ông Giúp và bà Liên và đại gia đình họ nhà gái, tôi là xin chấp nhận cái cơ dầu đại lễ của họ nhà trai đã mang ra chiều hôm nay và để dâng lên bái yết gia tiên, và cũng là để chuẩn bị cho công tác tiến hành tổ chức công việc đại lễ hạnh phúc trăm năm cho hai cháu, và chúng tôi xin chấp nhận. Xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những lời phát biểu ý kiến của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình đã đại diện cho hai bên gia đình trao lễ vật cũng như là nhận lễ vật trong buổi chầu cau sính lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và được sự đồng ý nhất trí của các cụ cao niên hai giới bề trên, được sự đồng thuận của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình đã trao và nhận lễ vật, thì ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời
bà Nguyễn Thị Xuân là phụ mẫu thân sinh ra chú rể Văn Đức sẽ hiện diện lên sân khấu để trao lễ vật. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Liên là phụ mẫu thân sinh ra cô dâu Thúy Hằng sẽ cùng đoàn tiến bước hiện diện lên sân khấu chính để nhận lễ vật cùng với hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình. Xin với một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đội hình đưa lễ vật của hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng đưa lễ vật lên phía trên sân khấu để cho hai bên gia đình chính thức trao lễ vật và nhận lễ vật ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đà. Và quý vị thân mến, và tùy theo những phong tục của từng địa phương thì trong buổi chiều ngày hôm nay gia đình họ nhà trai cũng có một cái cơ trầu lễ xin dâu để cùng hiện diện tại cái vòng cưới gia đình họ nhà gái, cũng như là có đôi lời phát biểu xin dâu trong buổi chầu cau xính lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và song song với được dâng những lễ vật ở chầu cau xính lễ ăn hỏi thì cũng xin gia đình họ nhà trai cũng xin có cơ trầu xính lễ xin dâu để cùng dâng lên ban thờ tổ tiên của gia đình. Cũng có báo cáo và xin phép có cơ trầu xin dâu để tổ chức cho các cháu những ngày hôm nay với cái phong tục tập quán của từng địa phương một cũng như của gia đình. Cho nên là gia đình tôi cũng chấp nhận và cũng sẽ thống nhất là giao cô dâu của Đức Châu Hằng về với làm dâu con của các cụ trong họ nhà trai. Và cũng tính từ giờ phút này cháu Hằng sẽ là con dâu cháu dâu của các cụ trong nhà trai. Và xin chân thành cảm ơn đại diện của vị đại diện gia đình họ nhà gái đã có đôi lời nhận lễ vật xin dâu của đại diện gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện nữ của gia đình họ. Và kính thưa quý vị thân mến, đang hiện diện trên sân khấu chính trong lúc này đây cũng là sự diện của hai vị đại diện nữ của hai bên gia đình đã được hai bên gia đình trong cười cũng là nhận trao và nhận cơ trầu xính lễ xin dâu ngày hôm nay của chú rể Văn Đức và cô dâu Thúy Hằng. Và xin chào thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng nhé.
gia đình. Đấy, chúng có tổ chức thì chúng tôi cũng xin được phép, tức là có ý kiến đến các cụ cùng toàn thể quan viên hai họ, hai gia đình chúng ta. Vì chúng tôi cũng rất là phấn khởi khi vào được sự quan tâm cũng như là nhiệt tình tiếp đón của gia đình. Thế xong thì chúng tôi cũng xin phép là về các cái thủ tục để tiến hành lễ cung quy cho hai cháu, thì chúng tôi xin làm được phép. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever, reaching for. Yeah.
Can make you see it through that song.
something only love can do. I know if I could find the words to touch you deep. Chúc phúc cho các cháu trong ngày vui hạnh phúc trăm năm của các cháu. Xin mời các cụ ạ.
con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Stop to keep myself.
if I'm thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Chúng ta
những phút đắm say ta trao cho nhau, giây phút khát khao hát cho tình yêu. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen ven một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen ren một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình đã vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình đã vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Tình yêu đưa anh vào hạnh phúc.
nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Và sự hiện diện của tất cả tất cả quý vị là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với hai bên gia đình, là một niềm động viên tinh thần, một món quà tuyệt vời cho chú rể Văn Đức và cô dâu Thính Hằng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, trong giây phút này đây, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng tự nhiên xem những khẩu trào ân tình, xem những chân trả ngát thương thơm, đó là một bày biện rất sang trọng và lịch sự trên những bàn tiệc danh dự của đại gia đình và nhà gái chúng tôi. Và kính thưa quý vị thân mến, giây phút này đây xin mời quý vị sẽ cùng hướng những tầm nhìn của mình về phía trung tâm sân khấu để cùng chào mừng chú rể Văn Đức sẽ chính thức trở về sân khấu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin và kính thưa quý vị thân mến, đúng là trong năm thì chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ lên duyên. Giờ ngày đây giờ lành đã điểm, tiếng trường hạnh phúc đã chính thức được ngân vang. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi cũng như cho phép Lê Cường xin được hân hoan tuyên bố chương trình đại lễ vô quy mừng hạnh phúc chúc tương lai cho chú rể Văn Đức sánh dương với cô dâu Thúy Hằng tại ở trung tâm lễ cưới của gia đình và nhà gái chúng tôi xin chính thức được bắt đầu một chào với tay và nói với quý vị. Và giây phút này đây, hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình sẽ có những lời phát biểu và Ngọc sẽ thay lời cho hai bên gia đình. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em,
bạn bè của cháu Đức và cháu Hằng. Hôm nay với cương vị là bác ruột của cháu Đức, xin chân thành cảm ơn gia đình họ nhà gái đã tiếp đón chúng tôi rất là thân mật. Và gia đình chúng tôi cũng có một cây dầu xin dâu tới gia đình họ nhà gái để nhờ các cụ, các ông, các bà cúng lễ gia tiên để cho gia đình họ nhà cha chúng tôi được đón cô dâu về, cùng với lại sự vinh hạnh được đón tiếp các họ nhà gái tới dự lễ tân hôn cho hai cháu. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị, người cháu của mình ngày hôm nay được trọn vẹn niềm vui trước sự chứng kiến mừng của toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là nhà trai thì phát biểu xong rồi, sau đây nhà gái cũng có đôi câu đáp từ, mà dâu ra thì như ruộng kề bờ, bên trời được rể, bên trời được dâu. Giây phút này đây, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn bên đại gia đình họ nhà gái sẽ có người phát biểu và ngọc trong chương trình đại lễ vô quy ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, quan viên bốn họ, bây giờ vừa rồi quan viên bốn họ chúng ta đã được nghe một vị đại diện của nhà trai đã có ý kiến và cũng nói rõ là có cái cơ dầu để bố trí họ nhà trai ra hôm nay nói chuyện với họ nhà gái và chuẩn bị tiến hành công việc trăm năm cho con cháu. Thế thì tôi xin thay mặt cho quan viên họ nhà gái xin nhận cơ dầu xin dâu của nhà trai cũng vào để chuẩn bị tiến hành tổ chức lễ vô quy trăm năm cho các cháu vào buổi chiều ngày hôm nay. Và sau đây cũng xin kính mời tất cả các cụ quan viên bố nọ chúng ta ăn dầu uống nước và vui mừng hạnh phúc trăm năm của các cháu. Xin cảm ơn ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là cây xanh thì đã dợp bóng tình người. Xin được chúc nhà trai nhà gái từ nay tình cảm luôn luôn mặn lòng. Và xin mời bác trưởng đoàn bên gia đình sẽ cùng xích lại gần nhau, dành cho nhau một cái bắt tay thật nồng ấm để cùng kết chặt tình thông gia được không ạ? Quý vị cùng làm một tràng tay thật lớn để cùng chia mừng ạ. Trong gia trước là làm lễ gia tiên, sau là trở ra đây mời nước mời chồng toàn thể quý vị quan khách quý xin được trân trọng kính mời. Cảm xúc lần đôi nọ em thật xinh, anh lặng thinh cứ mãi ngóng nhìn. Hôm nay ôi sao thật vui, hôm nay hai ta thành đôi, hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ôi sao thật vui, nâng ly lên mọi người ơi, nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. Vâng, ngay sau đây, lời chào mừng tới
vui, một ngày hạnh phúc. Khi các cháu trẻ mầm non sẽ cùng trở về sân khấu để cùng dành tặng với cô dâu và chú rể cũng như tặng với quý vị một bài múa rất hạnh phúc, xin được trân trọng kính mời. Đây cũng là một tràng vỗ tay thật lớn để cùng động viên cho các cháu đây không ạ? Vâng ạ. Một bài múa rất hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các con rất nhiều. Rồi, xin mời các con sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng trao những món quà hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, một món quà đầu tiên sẽ đưa tới bậc song thân và phụ mẫu của cô dâu Thúy Hằng sẽ được trở về phía trung tâm sân khấu để cùng dành tặng món quà. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ngày hôm nay thấy hai con được hạnh phúc, người làm cha làm mẹ cũng có chút quà dành tặng cho hai con. Và giây phút này đây thì cho phép những người làm chương trình chúng tôi cũng là có những lời cầu chúc hạnh phúc thật tuyệt vời tới cô dâu và chú rể. Xin được gửi chúc cô dâu chú rể sẽ sống bên nhau tới trăm năm tình viên mãn, đạt đầu nghĩa phu thê. Và quý vị đừng quên dành những món quà hạnh phúc nhất của quý vị đó chính là những tràng pháo vỗ tay thật lâu nhiệt. Và xin mời đến nhà nghĩa bảy sao, chúng ta sẽ cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay.
Và món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời anh trai và chị dâu sẽ trở về sân khấu để dành tặng những món quà hạnh phúc cho hai em của mình. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời, những bức ảnh thật là cảm động, thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc tại sân khấu chính của gia đình. Xin chào quý vị. Thank you.
chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung chuyến này ta cùng đón tương lai, và cùng tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Từ lần nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mưa gió ta cũng đón ngày mai, và từng nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lạnh. Từ lần nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Mời quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta rất nhiều những món quà ý nghĩa và tuyệt vời. Và có lẽ điều tuyệt vời nhất đó chính là tình yêu. Tình yêu là sự hòa hợp và đồng đều giữa hai trái tim, hai tính cách, hai tâm hồn. Đó là chính là phút giây phút nhớ nhung mong mỏi khi xa cách, hay những phút giận hờn hạnh phúc, và đến cái đích cuối cùng đó chính là hôn nhân. Thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể đã cùng nhau tay tay trong tay viết nên một tình yêu thật đẹp, một chặng đường thật dài, và họ minh chứng cho chúng ta thấy rằng lý và thưa quý vị thân mến, hai bác đại diện của hai bên gia đình, hai bác sẽ cùng trở lên sân khấu để có đôi lời phát biểu cảm ơn trước toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện. Chúng ta có mặt tại đây để mang những lời chúc dành tặng đến hai bên gia đình, cũng như dành tặng đến chú rể Văn Đức và cô dâu Thúy Hằng. Ngay lúc này đây thì chúng tôi xin được tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Xin được phép bắt đầu với những trang bóng thật lớn cho quý vị.
sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn trước toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Thì sau khi được sự báo cáo của các cháu cũng như của gia đình đã chăm chút cho các cháu, thì được sự thống nhất nhất trí của hai cơ quan, của hai địa phương, thì em đồng tình nhất trí với và cho phép. Thế thì hôm nay quan viên họ là trai cũng đã báo cáo rồi xây dựng chương trình xây dựng hạnh phúc cho các cháu cùng với lại quan viên họ là gái chúng tôi. Thế thì hôm nay thay mặt cho quan viên họ là gái thì chúng tôi cũng xin là đưa cháu Hằng vào tới dạp của quan viên họ là cha chúng ta để tiến hành lễ cu quy và tổ chức hạnh phúc trăm năm cho các cháu. Thế thì cũng lời đầu tiên cũng xin gửi gắm cháu Hằng từ đây là sẽ là con dâu cháu dâu của các cụ quan viên họ nhà trai. Thế và chúng tôi cũng thông qua cái buổi lễ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép là được công nhận cháu Đức sẽ là cháu rể của quan viên họ nhà gái chúng tôi. Thế thì trong cái thời gian tới cũng như là cuộc sống của các cháu sau này thì chúng tôi với họ nhà gái chỉ muốn mong làm sao các cụ quan viên họ nhà trai là luôn luôn chú ý thế rồi bảo ban các cháu sao cho các cháu ngày một tốt hơn, thế rồi là hạnh phúc của các cháu được bền đẹp. Thế là chúng tôi cũng chỉ mong muốn như vậy. Xin cuối cùng là xin kính chúc các cụ cùng toàn thể quan viên mạnh khỏe và sức khỏe và xin trân trọng cảm ơn. Những lời cảm ơn và những lời phát biểu đến từ vị đại diện của phái đoàn quan họ nhà gái, và cũng để đáp lại tình thông gia cũng như gửi tới quý vị với những lời cảm ơn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của phái đoàn quan họ nhà trai sẽ gửi tới quý vị với những lời cảm ơn. Xin mời quý vị. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên bố họ, tôi xin thay mặt gia đình xin chân thành mời tất cả các quan vị họ nhà gái cùng toàn thể các quan viên mời tiệc trà, tiệc nước, tiệc ngọt. Và tôi cũng xin thay mặt gia đình xin nhận cháu Thúy Hằng về làm dâu, cháu dâu của trong gia đình và trao cháu Văn Đức về làm rể của bên gia đình họ nhà gái. Và chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin được cảm ơn sự đại diện của nhà gái các quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã tới bớt chút thời gian tới đây, không tiếp công tiếp việc đã đến đây chung vui với gia đình chúng tôi và dự buổi lễ tân hôn của gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị chúng ta cùng đến với những lời phát biểu của hai vị đại diện. Thưa quý vị, hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khác nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và ngay lúc này thì xin mời hai bác chúng ta cùng tiến lên một bước, bắt tay nhau một cái, kết chặt tình thông gia hai nhà như một. Xin mời. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nghi thức tiếp theo, những nghi thức vô cùng quan trọng đến từ chương trình đại lễ tảnh ngôn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức trao nhẫn cưới. Ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau và xin mời chú rể Văn Đức sẽ trao chiếc nhẫn của mình cho cô dâu Thúy Hằng. Một hình ảnh vô cùng lãng mạn, thưa quý vị. Về yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Và tiếp
theo thì xin mời cô dâu với hàng dây trao chiếc nhẫn của mình cho chú rể bạn đất. Nhấn vào một vòng tròn không có điểm dừng và điểm kết thúc, nó tượng trưng cho tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Và kể từ bây giờ đây thì chú rể Văn Đức và cô dâu Thúy Hằng chính thức nên duyên vợ chồng. Xin mời các vị hãy cùng dành những tràng vỗ tay lớn hơn nữa. Ngày lúc này thì chú rể còn làm nghề gì nữa? Anh hãy thể hiện tình yêu của mình đối với cô dâu được không ạ? Xin mời một hôn thật là tuyệt vời trước sự chứng kiến mọi người ạ. Xin mời ạ. Vâng, quý vị, chúng ta đã được đến với những hình ảnh vô cùng tuyệt vời đến từ chương trình đại. Nhân vật vô cùng quan trọng và tuyệt vời trong buổi tiệc cài hôm nay, họ đã điền đầy đủ thông tin trên những cánh thiệp hồng để gửi tới tận tay của quý vị. Và đây cũng chính là lý do duy nhất mà ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta hãy cùng dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đến với những tầng bánh gato để cùng tay trong tay cắt những tầng bánh chia ngọt sẻ bùi. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, bánh và rượu là những thứ không thể thiếu trong chương trình đại lễ thành hôn. Bánh tượng trưng cho nền tảng hạnh phúc của tình yêu, rượu tượng trưng cho mạch máu dòng chảy của yêu thương. Tay bưng đĩa muối, đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng khui rượu sống. Còn tuyệt vời thưa quý vị, và ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay đâm đầy những mật ngọt của yêu thương. Xin mời. Chúng ta đã được đến với những hình ảnh vô cùng tuyệt vời trong chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Văn Đức và cô dâu Thúy Hằng. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được thay lời cho hai bên gia đình cũng như đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được cảm ơn với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Sự hiện diện của quý vị đó là niềm hạnh phúc rất lớn dành tặng cho hai gia đình chúng tôi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn với toàn thể quý vị. Ngay lúc này thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dâng rượu lên bố mẹ. Xin mời chú rể sẽ dâng rượu lên bố mẹ vợ. Xin mời cô dâu sẽ dâng rượu lên mẹ chồng. Và xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cầm ly của mình ạ. Vâng ạ, và thưa quý vị thân mến, mà cho phép khoa trần sẵn là cầu nối với quý vị được không ạ? Chúng ta xin được đến với 123 dô, 123 dô và 123 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Và ngay bây giờ cho phép khoa trần xin được bắt đầu ạ. 123 Celebration. Will this be
ngày tháng đưa tang về đâu, người ơi nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu mẹ từng đêm nhạt dù tiếng hát chơi vơi. Ơi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hào gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe, này con tim anh muốn nói, tình yêu đó gì cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi để giữ đời. Nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu mẹ từng đêm nhà dù tiếng hát chơi vơi. Ơi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hào gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe, này con tim anh muốn nói, tình yêu đó gì cho em một đời mãi không quên. Bài hát xuống phố hay lên thiên thai
tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có sáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước như sáng hay hoàng hôn. Đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động. Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có sáng em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay.